chiều này được không ạ? Dạ. Dạ. Cô với chú đây cũng mời tụi con lại đây dùng mấy cô bữa cơm mà. Dạ dạ. Thân mật với gia đình. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Hồi nãy á có tăng trưởng sơ sơ mà như là chị hai cái mắc cỡ hả? Bây giờ mình có thể nào mình nói cho mình gặp mặt được không? Lúc mà chị hai đến chồng á là chị cũng còn nhỏ lắm, nhưng mà biết hết, lúc đó cũng 10 tuổi rồi ha. Dạ. 10 tuổi không hả? Hai ông bà đúng là trông thầm nhớ trộm, anh cũng mày về mà chị không mày về nữa. Con né né, con sao? Ngồi xa lắm. Nhà mình đâu anh hả? Ồ. Dạ thì tìm rồi. Dạ. Ở hồi đó là mình ở ghe. Bây giờ là mình về lên nhà anh đây. Rồi view vừa xong. Đã chưa? Dạ. Dạ anh chào cả nhà. Dạ con chào. Con chào cô. Dạ cô là vợ của chú Ba Chúc không ạ? Đúng rồi. Nhà của cô là bao nhiêu người con ạ? Năm đứa anh gái. Chị đó là thứ hai, đây thứ ba. Nghĩa là anh cũng là con rể trong gia đình. Mình kế đó. Dạ. Anh là tên này. Càng này cũng lớn hơn con gái mình 10 tuổi. Mà đây lớn hơn tới 11 tuổi rồi. Mình là mẹ vợ thôi, mình chỉ hơn được có 8 tuổi à. Dạ. Anh đẻ có bao nhiêu bé rồi? Hai đứa là hết rồi. Hai bạn còn đi học không anh? Đấy rồi. Dạ. Con có nghe nói là hồi đó là chú ở dưới ghe hả chú? Cũng lên đây mới được ở khoảng chừng 3 năm nay thôi. Thì dạ. Vì cái ghe nó mục nát quá này. Hồi xưa là anh Lợi cũng là ở dưới ghe luôn hả chú? Rồi, chuyện của chi nó đi đặt luôn thì nó xuống đây thôi. Giống như là anh em kết nghĩa vậy đó. Dạ, cân hồi đó là như anh em kết nghĩa. Cân lươn nó rồi nó quen biết nhau. Dạ. Rồi bắt đầu nó ô mẹ con gái của tôi. Hồi đó là anh em kết nghĩa giờ thành con rể luôn. Dạ. Thì mình thấy nó cũng hiền hậu này nọ kia, nhưng mà mình không nghĩ là không bao giờ làm con rể mình được. Dạ. Vì thua mình có 8 tuổi thôi. Thì mới đầu kêu anh chị thôi. Dạ. Sau cái nó để ý con nhà mình, cái nó không kêu mình là cái gì luôn. Nó chuyện trống không mà nó không kêu là bác cô hay gì hết. Dạ. Giờ kêu bằng chị rồi, bây giờ sửa kêu bằng cái gì được. Dạ. Lúc mà anh biết chị á là chị bao nhiêu tuổi anh hả? Hồi đó anh xuống đây là 21 tuổi. Này chắc chưa 10 tuổi à. Hồi đó chưa có. Để ý còn đang đi học mà. Quá trình là 10 năm phải đưa lên bờ đi học. Dạ. Cho tiền nữa đó, còn cho tiền nó đi học á. Đi học. Vậy hả? Đó, còn nó xíu chị à. Cô la nó xong mày buồn. Vậy hả? Khóc. Vậy có như vậy đó. Nói như vậy luôn. À. Dạ, để chú con chú mà. Chú đưa không? Đưa không lại không kêu gì hết. Sau này nó là lớn. 16 tuổi đó anh mới để ý. Chắc con hỏi chị xíu đi. Chị ảnh lớn tuổi đi. Rồi xong rồi cái mình có ngại không? Rất là vui. Kêu bằng chú không à. Dạ. Sau này ba má nó kêu nữa hả? Mình kêu như vậy sao mà nó dám nói chuyện mày. Lúc đó là cái cơ duyên sao mà mình làm rể luôn nhờ. Dạ dạ anh. Vợ là 16 tuổi. Dạ. Đó mình cũng đi rồi. Thế là bắt đầu hồi đó đi một mình. Thế mấy rủ ông già đi theo. Ông già được anh á. Dạ. Thì ông cũng nói à mày chịu thì có gì tao xuống hỏi cưới. Bạn 29 tuổi. Hai rồi. Hai rồi. Nãy giờ hai mấy năm nay mình biết. Nói chung là cũng vui lắm. Mình cũng không có nghĩ là con rể đâu. Dạ. Tại vì bố mẹ nó lớn tuổi lắm. Dạ. Cho nên cô cũng không có nghĩ làm xui được. Là ba mẹ của ảnh là lớn tuổi hơn bằng bố mẹ ruột của cô luôn. Bằng bố mẹ ruột của cô luôn. Dạ. 80 mấy tuổi luôn. Dạ. Mà lúc đó là mình mới có 38 tuổi. Là mình đã có con rể rồi. Dạ. Rồi sau khi mà đám hỏi á, đây có một mình một ngựa thôi. Chầu cau bánh trái ở trên một cái xe đạp. Dạ. Chạy từ ở trên nhà của chi chạy xuống dưới sắm mới, vô sắm mới chứ không phải ở đây. Chạy xe đạp đi một mình luôn. Nói cho chị chơi vậy đó. Trời ơi. Nó cũng muốn nhờ bác hai nó, nhưng mà bác hai nó hôm đấy bị bệnh. Thấy con mình nó chở đi xe đạp từ trên nó xuống thấy tội. Mình chỉ nói ủa bác hai đâu sao con đi con mình vậy. Nó kêu bác hai hôm nay bị bệnh, mình đi bệnh viện không có đi được. Ba coi bác hai ở bệnh viện. Rồi xong rồi yên tâm rồi, bố mẹ đây không có bất chấp gì đâu, không có khó khăn gì đâu. Cái là làm đám cưới cho hai đứa. Con nghe nói là ảnh ở rể luôn. Đúng rồi là, đúng rồi. Ở rể thì ở chung với ghe luôn. Mua một chiếc ghe khác lớn hơn, nó đi cái ghe nhỏ, còn vợ nó thì động yên chỗ. Hai chồng chị á là không có cái gì hết ạ, nhờ ba mẹ. Hai vợ chồng cưới nhau coi như là một tuần không có ngủ chung. Cưới rồi. Có sao mình nói. Dạ. Lúc đó là có năm đứa em rồi. Dạ. Ru vợ là 5 người. Dạ. Mà có 16 cái chuông nó bằng cái này thôi. Chàng gái với vợ thì ngủ chung. Dạ. Một chiếu có một tuần lại với bà ngoại.
thôi hai chồng của nhau mà ngủ vậy thôi được, cho mày cái ghe cả hai chồng mình xuống dưới này ngủ. Thêm một phòng ở dưới ghe đó. Thôi bây giờ thì con mỗi con xin phép là cho con ở lại đây con ăn cơm với gia đình của mình buổi chiều này được không ạ? Được. Dạ. Cô với chú ở đây cũng mời tụi con lại đây dùng mấy cô bữa cơm mà. Dạ dạ. Thân mật với gia đình. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Chị, hồi nãy á có tâm sự sơ sơ mà như là chị hai mắc cỡ hả? Bây giờ mình có thể nào mình nói là mình giật mặt được không? Lúc mà chị hai lấy chồng á là chị cũng còn nhỏ lắm, nhưng mà dạ. Nhưng mà biết lúc đó cũng 10 tuổi rồi ha. Dạ. 10 tuổi hai và đúng thật luôn là tình vô trong sáng. Trong sáng lắm hả? Ừ. Anh cũng là chị có chân thật nhớ chỗ. Anh cũng mà vậy mà chị cũng mà vậy nữa. Con né né coi sao. Ừ, ngồi xa lắm cưng. Ừ, ngồi được khoảng cách như em chị không? Xa hơn nữa. Xa hơn nữa. Hồi đó ở dưới ghe mà nó ghe nhỏ lắm. Hai người ngồi tâm tình rồi đó. Dạ. Nằm ở trong nghe nói gì là nghe hết, nhưng mà lúc đó mình còn nhỏ không có để ý. Dễ thương lắm, dễ thương vô tình cùng là dễ thương luôn, nó không có giống như giật mà đi lên bờ đi anh chè hay là nắm chân nắm tay này, chứ không có luôn, ngồi với ghe mà đó ngồi nắm tay với ghe vậy thôi, không có nắm tay luôn, không nắm tay luôn. Thì đó thì rong luôn đó, không có nắm tay đó. Cái gì mà trong sáng dữ vậy trời. Lúc đó cô thấy là con rể của mình kiểu như là thích con gái, xong rồi cô có lo không? Cô có lo là con gái bị dụ hay sao không? Lúc đó là đi làm chung luôn rồi mà. Dạ. Con trẻ đó như là chung rồi đó. Dạ. Một nhà rồi đó. Dạ. Vậy với luôn bảy tin nên là ai cũng quý. Thằng này nó không có lợi dụng có gì hết á. Và đến khi mà làm đám cưới mà hai đứa còn chưa dám đứng lại gần cũng là dụ rồi đó. Là coi như là tình yêu quá dài quá khờ luôn. Dạ. Chị nhớ có cái năm đó là năm Tết á, ảnh đi về nhà ảnh trên cuộc thi á, năm bắt đầu là ảnh có đan mấy cái đỏ. Hồi đó ông kéo tay lắm, biết đan nhỏ nữa đòi lắm á, biết đan nhỏ hết á. Ông bắt đầu hà chị này chú thấy chị thích à, kêu chú xịn đây hồi đó trước là chú xịn à, đan cho cháu một cái nhá, đan cho cháu một cái là đan luôn cả rồi. Cái lúc mà đám cưới á, có cái gì mà vui vui vô cô kể con nghe với. Cái niềm vui lắm. Dạ. Cưới của nó là rất là vui. Vui buồn lẫn lộn. Dạ. Tại vì lúc đám cưới của nó là cô còn quá có khổ đi. Dạ. Có ai mà đám cưới mà gả con gái làm đám cưới mà mình còn mặc đồ tây bây giờ. Mặc đồ tây mà quần tây đỏ với lại áo trắng. Dạ. Và đến khi bên nhà trai xuống á, cũng làm mấy bàn, cũng mời khách cưới. Nhưng mà không có đặt bàn như giờ. Hồi đó là mình mua đồ về xong rồi nhờ người đến nấu. Dạ. Còn trước mấy đứa này còn bé, còn cởi chuồng, nó quần có là mặc áo, có là mặc. Bây giờ đưa ra cho nó biết là sao. Thôi đi mẹ, mẹ đưa đâu. Ngại lớn rồi, nhìn lại ngại. Bây giờ cái gì cũng phải có hồi xưa, cái có hồi nay. Dạ. Con này thì con này nó còn bé. Dạ. Chỉ có một bộ đồ mặc thôi, không có dép đi luôn. Dạ. Rồi con bé út nữa thì lại không có quần. Bé con út, bé con út là nó không có cái quần mặc luôn á. Còn chị á thì mượn được bộ đồ của bà cô á, mà con không được lành lặn đấy. Hai cái là tivi. Tivi ở sau mông. Hồi trưa em nghe nói hiểu 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 hai cái tivi. Mà đi không dám đi đằng trước, nó lùi tại vì nó có tivi ở đằng sau nên lùi. Nó có tivi ở đằng sau nên lùi. Con rể với cô thì nãy giờ con nghe toàn là tốt không à. Chưa có gì xấu hết, nhưng mà con nghĩ là cũng phải có tính xấu hay là cái gì chứ. Bởi vì cho nên nãy cô nói là có buồn có vui. Dạ. Nhưng mà kể cái vui trước hẳn. Dạ. Rồi bây giờ mới kể cái buồn ra đây. Dạ. Vợ chồng nó đi đặt lươn về, cái xong cái hai chồng biết sao cãi lộn. Con này nó cáu lên, nó nói này nọ kia. Thì chồng bắt đầu bơi đi chỗ khác. Cô đi làm về thì thấy đứa cháu ngoại với nói là: bà ngoại ơi, mẹ con chửi ba bỏ đi rồi, ba chèo ghe đi rồi. Xong cái cô mới la nó, cô nói chứ: tao thấy thằng chồng mày nó không có cái gì trái mày hết, là cái lỗi miệng mày hết. Mày vừa thôi, tội nghiệp nó. Dạ. Chính hai vợ chồng cô phải đi kiếm nó, đi kiếm thằng con rể. Chết mẹ được, chút con nó đi đâu rồi mà kiếm không thấy. Sao mày phải gọi Tư ơi, Tư à, Tư hả, Tư ơi. Mà nó mình kiếm thì kiếm dưới chứ đâu có kiếm trên ngọn cây. Dạ. Kêu nó hoài. Tại nghĩ là bơi xuồng mà nó có lên cây ngồi. Kêu nó hoài luôn. Kiếm dòm dòm. Cái tình cờ cái mình thấy cái cây nó rung rung. Mình nhìn lên thấy đang ngồi trên cây. Thấy đang ngồi trên cây. Anh ấy trèo lên cái cây na, trèo lên trên ngọn anh ngồi. Cái mù mà trèo lên cây ngồi luôn. Cái bảo chứ mày làm gì ngồi trên đấy vậy con, xuống đi. Nó mới nói là: bà ngoại con buồn lắm, cái gì buồn tao cũng giải quyết được hết, không phải lo lắng gì hết. Dạ. Thế là về trước mắt là cô cứ chửi con mình trước, la con mình trước, rồi mình mới nói cái thằng con rể mình sau. Con dâu thì dễ nói chứ con rể khó nói lắm đó con. Dạ. Nhưng mà được cái con cô nó hay lắm, phải trái là ngồi nghe chứ không bao giờ trả lời là cô đánh chết á. Có cái là cô bực con cái là như vậy nè, cô nói là: bây giờ tụi mày ở với tao á, tao không có miếng đất chọi chim. Dạ. Lấy đầu tao chia cho tụi mày. Dạ. Thôi giờ tụi mày về trên nhà nội đi, nhà bố chồng mày á, bố đẻ mày á,
ở trên đấy có đất, có nhà, có đầy đủ hết. Thì nó mới trả lời câu là: bà ngoại ơi, đất lành thì chim đậu, đất động thì chim bay. Bây giờ con cứ ở đây, con không đi đâu hết. Cô mới tức quá, cô bảo chứ mày không về trên đấy thì mai mốt rồi tao không có đất, tao sẽ chia cho mày đâu. Nói hoài cả mấy lần như vậy đó. Đúng hả? Rồi cái hôm nó giận, giận bố mẹ vợ. Đi về ngay cái giờ đó là cách khoảng chừng 2-3 tuần sau thì ông bà chia cho nhà cho đất luôn. Là về Củ Chi rồi. Về Củ Chi đó, bây giờ coi như là đủ cắn rồi, là bay luôn rồi, đâu có bay về đây nữa đâu. Thì bố mẹ vợ có cái gì đâu. Suốt ngày cái ghe, cái máy, suốt ngày cái bắt con cá, cái con lươn thì lấy gì mà làm giàu được. Là bây giờ tụi nó về trên đấy cũng được 20 năm á. Nhưng mà nó vẫn đi xuống đây làm. Nhờ cái như vậy đó cho nên bây giờ mới được như vậy. Còn mấy đứa sau này thì thôi, cắt một tờ rơi linh hồn, không còn cái gì, không có một cái sự gì hết. Chống viêm xoang, nghẹt mũi, hắt hơi, thông xoang tán nam dược bạn ơi nhớ dùng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ủa anh, cái chân của anh nó bị đứt dây chằng vậy rồi anh làm việc này nọ rồi nó có khó không anh? Khó khăn đó, không? Hồi xưa thì đi lội ở sông đặt được đặt lương đặt rắn là được, nhưng mà giờ thì không, chỉ có ngồi dưới ghe thì bơi thêm mấy đám cỏ ở sông này cắt cỏ. Nghỉ này 7 năm đó. Rồi em cảm ơn. Lưới của anh đây. Đây là kỷ niệm mà hai bố con hồi xưa mà đi thả lưới là cứ ngâm theo mé này bắt cá chê, mà cái lâu lâu cái là có khi cả tháng được mấy con trăng. Cứ lâu lâu được con trăng to đùng luôn á, mười mấy 20 kg. Rồi em mà gặp con trăng thì chữ cái đùng rồi đó. Con trăng nó quấn xung quanh người anh. Bố chạy vòng qua bên đây, hồi đó chưa có làm đập á. Sớm bên đây nè, xuống ghe bên đây xin cái bao. Bao 50 bỏ vô làm cái tuyệt rất tình đôi. Xin thêm hai cái bao nữa. Nó mạnh lắm anh. Mạnh lắm. Rồi tới giờ là thôi thua rồi. Ủa là hồi đó là như là anh cũng có đi làm việc thiện với ba anh đúng không? Đó, coi như là tài xế. Bố ở trước là cột dây, đi hoài à, coi như ngủ là đi. Đó. Gan dữ lắm, với lại phải gọi là có lòng lắm mới làm mấy cái được mấy cái việc đó. Cái nghiệp mình đó. Dạ. Thôi bây giờ em tâm sự mỏng xíu đi. Mình có thể nói sơ sơ về cái suy nghĩ của mình về nhà vợ không anh? Anh xuống đây là có coi như là rất là nặng, sâu nặng, đau đậm với gia đình, cứ có duyên lắm, hai bố con là thân lắm. Có đi làm lưới chài rủ nhau đi vớt xác là coi mày theo phụ ta mày. Rồi nhảy xuống đi thôi. Hai bố con là không có vấn đề cãi nhau, có cái này mà nghe vợ kể lại thôi. Bố không có nói với cần rể nữa. Có không cho em nghe. Có nghe nè. Bố thì sợ ma, sợ khổng, sợ ma, sợ rắn. Anh đi đặt lương thì có theo. Bố đi giăng lưới rồi anh đi theo. Cái tặng người mời lắm. Để tối mà mời mới đi đặt lương, sợ người ta chậm nóng. Thế là bố về bố tức thôi đó. Tư mà là con tao mà tao đạp không. Nghe nói anh, vậy anh có nhán không? Hả? Anh có nhán bố không? Không, mình đâu có biết bố là sợ nhán không. Đó lần đó đó. Chứ là không khi nào mà làm bố buồn bây giờ. Hồi xưa là em nghe nói là gia đình mình cũng khó khăn đúng không? Mà gia đình hai bên đều khó khăn hết. Rồi khi mà mình cưới vậy á, rồi có con rồi, cuộc sống ở trên ghe nó làm sao anh? Nó có vất vả lắm không? Trời ơi, nói vậy đâu có phải như nấu với bếp ga và cái cặp giờ đâu. Cái thuyền nó bằng tư phần tư thì thôi nha. Nó lớn vậy sao chèo nổi, đi thả lưới đi đặt lương được. Nó chiều dài nó chỉ 6 mét thôi, bề ngang nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Nhỏ xíu rồi. Hai vợ chồng nằm là nó xích nó đó là như ba lớn gì đây, hai chồng nằm. Con thì treo trên võng, nằm ngủ trên võng. Ở bếp thì sao thì trong bếp củi. Mà cái xuồng nhỏ xíu vậy mình ở vậy hả anh? Vất vả đây, mà chèo chứ đâu phải chèo máy như giờ. Đây chèo một phát đó, bơi chèo không là lên mất nửa ngày rồi. Chét ghe thì không có ghe đi làm. Mà cái ghe cái nước hai chồng ngủ cái tác bập bẹp bẹp nước vô anh. Nước vô. Có con người con thứ hai rồi là cuộc sống nó đỡ hơn chưa anh, hay là có nó bệnh viết á thì mà có tiền anh hỏi làm tiền nhiều lắm. Một ngày làm cả nửa xô lương. Có bữa 15 kg lô. Lương thì bán có tiền cứ đi gom góp cho con đi bệnh viện lên cơ sở. Anh thử ra cái là bao nhiêu tiền thì dồn với con. Cái nói con, cái tiền tao chắc qua khỏi đồng mày rồi, nội nuôi mày không mà tao khỏi bây giờ mày
mày nói mày không nghe, nói gì kia kia giận nó vậy đó. Dạ. Anh có định là anh với chị dọn ra đây rồi ở chung với ông ngoại bà ngoại không? Tại em thấy là mấy chị là có chồng xong rồi lên bờ sống cũng mạnh ai nấy sống rồi có nhà có cửa hết rồi. Anh rủ ông bà ngoại về chở nó ở. Mà vậy bà ngoại, bà ngoại có về đâu? Chứ mà sao tao bỏ không được mày, tao tao giờ tao gắn liền với xong này không về được. Hình như là có cái gắn bó với cái xong này như này à. Dạ. Chứ thích về trả lắm. Dạ. Về trả lắm bố, nhất là bố thích về trả lắm. Em cũng mong là sau chương trình này thì ba mẹ cũng suy nghĩ lại. Đó, để về phần. Ở nha anh. Dạ. Làm sao cho bổn phận con rể đó, ba mẹ ruột thì không còn. Dạ. Đó. Anh có cái mong ước gì mà anh biết là như là mẹ thích cái gì đó hay là anh muốn làm gì đó cho mẹ mà anh chưa thực hiện được không? Ngày nào giờ thì ba mẹ không đồng ý nhưng mà nhiều khi mình cũng muốn làm lắm. Anh vẫn dự định là bàn với chị là coi như là sang năm mình hỏi bố sinh năm nào hay mẹ sinh năm nào làm cái sinh nhật. Chứ hồi nào giờ là ông bà ngoại không có sinh nhật, tụi anh cũng không có sinh nhật. Trời ơi, lo nói chuyện với anh quá trời luôn, hồi nãy giờ là không có văng lưới được luôn. Với sự động viên của sứ giả Dương Tri, ngày hôm nay vợ chồng anh Lợi sẽ tự tay chuẩn bị món quà đặc biệt dành tặng cho bố mẹ vợ của mình. Trong khi đó, sứ giả Dương Tri đang ở nhà cùng gia đình chuẩn bị bữa cơm tối đạm bạc. Tôi sống mà chỉ ghe hồi nào ở nhà đến ngày mua gì à? Cái này rất nhiều. Hồi nào giờ anh không biết là sinh nhật ông bà ngoại, không có gì hơn thì mua về đây cũng là một cái quà bất ngờ nhỏ để cảm ơn là ba mẹ đã sinh ra vợ con dạy dỗ tới giờ, thay lời cảm ơn thôi. Ừ, ơn quà quà sinh nhật. Tụi con làm bất ngờ như vậy bố mẹ rất là xúc động. Tính là xúc động với lại tụi con luôn. Hồi nãy giờ chưa biết sinh nhật luôn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hay là bất ngờ cho ba mẹ quá. Anh ơi. Đó giờ là mình ở dưới ghe là mình đâu có làm sinh nhật phải không cô? Ừ, là tới giờ không có biết sinh nhật là gì, đói quá rồi không có cơm ăn nữa, để đâu mà sinh nhật con cũng không nhớ ngày sinh ngày đẻ luôn. Bây giờ hôm nay tự nhiên hai đứa con rể với con gái tự nhiên nó xuống nó làm cho một cái bất ngờ luôn, cho nên đâu kịp mua gì nấu ăn đâu đó. Ăn cơm gia đình là chỉ có mẹ thôi. Cháu thì dạ. Cái món đặc sản. Dạ, món này là món đặc sản, bây giờ con ăn thử nha. Cái món này em biết kêu bằng gì không? Kêu là bắp bi. Không. Không, con người là con người là làm cá thì cá ăn cũng ngán. Dạ. Ăn không có no, nhưng mà cái thằng này đó ăn là no. Cái bắp bi. Mà hồi xưa là không phải như giờ nấu cơm có củi còn ghê hơn nữa. Dạ. Vừa nấu vừa khóc. Ở trên bờ mình có thể mình chạy cho khác mình né. Thôi. Có khi anh cơm sống là nhiều á. Con nghe anh nói á là bây giờ là chỉ mong là bố với mẹ về Củ Chi sống với ảnh với chị. Đúng rồi. Dạ. Thì con người thôi ba má ở đây thì bạn con kể nó có gì anh ấy. Có gì anh ấy. Mẹ con ra thì con phải không ai hết. Chồng là nhưng mà hồ lắm cơ. Ba mà có về trên đó thì công việc ở đây ai làm? Ai giám sát à? Chừng nào ba mày mà coi như là già cả không biết cái gì nữa hay là không làm được nữa thì ba con mới chịu về bên với hai vợ chồng con, nhưng mà cũng chưa chắc gì đâu, chưa chắc về với con đâu. Nói thẳng thì vì các con cũng thương bố với mẹ. Dạ. Mời bố mẹ về trên để phụng dưỡng cái tuổi già. Dạ. Nhưng mà con nghĩ lại bây giờ mình con khỏe, còn mình còn làm được việc, thế cho nên mình còn phải ở đây tiếp tục làm những cái công việc như thế này giúp đỡ cho mọi người thôi, chứ còn bây giờ thì cũng yếu rồi, yếu lắm rồi, nhưng mà con thích thì mình phải con làm, bây giờ làm hết sức thì thôi. Khi nào mà lái máy không được thì về cho con. Đúng. Đấy, thì hồi nãy con nói là bố mẹ mà về trở là con làm tròn bổn phận của mình, là một người rể, người con có khả năng nhiều làm nhiều. Vợ chồng con cái con ăn cái gì thì bố mẹ ăn đấy. Dạ dạ dạ. Chị đi ghé không? Bố đi đâu mẹ đi đâu là con đi đấy. Chị muốn đi ghé hả? Thì đó là bố mẹ đi đâu là con đi theo đấy đấy.